Hello, xin chào tất cả anh em. Chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Cho Phú Quốc Vlog. Hôm nay mình sẽ xin giới thiệu tới các anh em chú chó Phú Quốc được vàng gần 3 tháng. Cho những anh em nào mà có nhu cầu mua chó Phú Quốc về chơi, giữ nhà và làm bạn. Thì đây là một chú chó có giá rất là vừa phải bình dân cho anh em mua chơi. Hôm nay mình sẽ giới thiệu tới anh em và mời anh em xem video, nhớ đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo nhé các bạn. Không để các bạn chờ lâu. Trước mắt các bạn đây là chú chó Phú Quốc đực vàng nhỏ gần 3 tháng nha. Có cái viền mắt này, viền mắt rất là đậm, rất là đẹp nhé. Viền mắt đậm rất là đẹp. Cặp mắt to, móng hơi đen một tí xíu. Đuôi rất là linh hoạt, xoáy đao nha anh em, xoáy đao, mắt rất đẹp nha. Đây viền mắt này, viền mắt đen đậm này, lưỡi đốm nha anh em, đấy lưỡi đốm, hàng bình dân thôi, bình dân cho anh em chơi, thần kinh cực tốt, bé rất là ngoan, thần kinh cực tốt nha, bé rất là ngoan. Đấy. Còn đây là em cái bạch hổ, hàng hiếm. Hàng hiếm nha anh em. Các anh em là nuôi nhu cầu nuôi chơi. Cũng có một anh khách anh đặt hàng rồi nhưng mà anh đang lưỡng lự. Không biết là anh muốn đổi một bé khác. Còn đây là em đực vàng để giới thiệu với các bạn nhé. Đã chích ngừa 3 mũi. 3 mũi. Vaccine 7 bệnh đáng ngừa đầy đủ nha, số run đầy đủ hàng tháng. Để cho anh em xem. Đây. Phun sát cho anh em xem. Đó. Có thể nhồi, nhồi quá. Đây là cái bạch hổ 3 tháng. Em vàng này là sinh ngày mùng 4 tháng 7 này các bạn. Đến ngày mùng 4 tháng 10 là tròn 3 tháng nhé. Mình đã chích ngừa 3 mũi đầy đủ rồi nhé. Số run đầy đủ luôn nha anh em. Nó sợ cái con cái này cho nên nó lại gần. Đấy, cần xem anh em xem nhé. Nếu anh em có nhu cầu mua về làm bạn, nuôi trải nghiệm trong nhà, đi chơi, đi săn bắt thì liên hệ với mình. Đấy, mắt, viền mắt, viền mắt rất đẹp, mắt xích ra phía sau nhé, viền mắt đậm trên dưới luôn. Đấy là một em Phú Quốc đực vàng. Đấy, đực vàng gần 3 tháng nhé, giới thiệu với cả nhà. Và đây là mình giới thiệu thêm cho anh em một đực vàng mã bạc xoáy kiếm cực kỳ đẹp nhé, cực kỳ đẹp. Mắt viền đen đậm, lưỡi đốm nhiều, xoáy kiếm. Em này thì giá hơi cao một chút nhé, giá hơi cao một chút. Hàng rất là mượt anh em nhé, hàng rất là mượt. Cặp mắt tuyệt vời. Đấy. Đấy. Khung dáng ok, 5 tháng rồi nha anh em. 5 tháng. Đấy. Rất là lanh, anh em xem nhé, cực kỳ lanh luôn, xoáy rất đẹp. Đây, rung sát cho anh em xem nhé, xoáy này. Đấy, xoáy dài từ trên xuống dưới này. Đấy, đuôi cân nhé, chất lông cực kỳ đẹp này, xoáy cân đối hai bên này. Đấy, anh em xem nhé, quả xoáy tuyệt vời luôn. Đây, cho anh xem lưỡi này, lưỡi đốm gần hết nhé, má bạc này. Đấy, lưỡi đốm nhiều. Má bạc. Mắt viền đen. Mắt viền đen mà mắt trong mắt thì đỏ au luôn. Hai bên viền mắt thì rất là đen đậm. Đấy. Đấy, 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 đấy. Đấy. Tuyệt vời nha anh em. Nếu anh em có nhu cầu mua hàng đẹp chất lượng
thì hãy liên hệ với mình. Rất là ok luôn, hình dáng được nở eo thon, mới đen, màu vàng bò nha, màu vàng bò nha, đấy. Về con, ra đây, ra đây, ra đây. Rất là ham giỡn. Đấy, đấy. Lanh lẹ. Đấy, nó rất là ham giỡn. Khôn lanh. Tai ke nhá. Đấy, 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 ok anh em nhá. Anh em xem nhá. Đấy, anh em xem nhá. Rồi, ok, rất là cảm ơn anh em nhá. Hẹn anh em những video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.